kênh Hỏa Hỏa Mi của em nhá. Đấy, các bạn em lên thì các bác mà em Hỏa Mi thuần chơi tốt anh em nhá. Đấy, thuần đét luôn anh em ạ. Em này thì chim khoảng tầm 35 lồng các bác nhá. Đầu mặt đẹp, mỏ vàng, chân cành đào anh em nhá. Hot có thể vẩy đuôi chiếu luôn anh em ơi. Anh em nào bổ kết em Hỏa Mi này thì alo cho em nhá. Số điện thoại của em là 097 46 48999 thôi nhá. Chim rất là ok luôn anh em ơi. Anh em nhìn đầu mặt nó này. Em quay xách tay mấy phút cho em để xuống em quay cho anh em xem nhé, đầu mặt nó nhá. Anh em nào bộ kết em Hỏa Mi này thì alo cho em nhá. Anh em nhé, em xem điện thoại này cũng được khoảng tầm mấy phút rồi. Thì bây giờ em sẽ để chim xuống và quay clip cho anh em xem anh em nhé. Đây nha anh em nhé, xin mời anh em lắng nghe giọng hót của em nó thôi nhé. Ai quay đầu mặt cho anh em xem nha anh em nhé. Chim buổi trưa nó thấy con chim này hót rinh ran hết lên anh em ạ. Mỏ vàng anh em nhá, bộ to này, lông này. Chân anh em ơi. Đấy nha các bác nhá, chân con này thì khoảng 35 lồng rồi. Những con mà chân như này ấy, em nói thật anh em luôn, cực kỳ dễ chơi luôn anh em ạ.
Thank you.
Rồi anh em nhá, clip nó cũng dài rồi mà con này thì quay có mà quay đến tối cũng được anh em ạ. Nó hot nhiều lắm anh em ơi. Bây giờ em xin phép mà dừng video nhé anh em nhá. Hẹn gặp lại anh em ở những cái clip sau. Bye bye tất cả mọi người nhá. Chúc mọi người xem video vui vẻ. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ cho em nhá. Em chào tất cả các bác ạ.